Tôi quýnh thằng này, tôi làm biến quýnh nó quá ta. Nghe thấy đa số SP làm SLV nhiều á A3. Ray vs Zeki Win có phải đêm thủ không thầy? Happy. Trời gì vậy? Trời ơi, vậy chơi game cái gì vậy trời? Nó cam điên, nó cam dơ. Cam gì đâu mà cam dơ dữ vậy? Xảy đi, xảy đi. Xảy đi. Xảy đi. Mày vô đây. Sấy đi. Mày vô đây nữa. Thì em cháu máy ok. Công nhận mấy người giờ khi trên nước biển vô người đánh nhìn nó thủng thật. Á trời ơi, ôi trời, trắng cái tôi chết luôn kìa. Bộ là quỷ hay gì mà mấy năm nay thấy chị 40 hoài vậy? Bảo rồi A3 giàu rồi mấy cái kim cương ảo A3 chơi. Cắn cái chết luôn trời. Chúc mừng A-B khỏe. Xèo cháo mén tới. Thôi thế team xe vẫn chưa giải thể AAB. Ai da. Mùa sau là mùa của chúng ta. Gì khách? Này. Trời ơi, anh em bỏ tôi. Anh em chạy xa thế. Tôi ngồi dự bị đầu mùa đến giờ tôi là ai? Ôi trời, sao biết mình đây mà anh lên đây vậy? Người có công kích 80% cộng năng nhưng đập lúc nào cũng về một đôi là ai? Quậy tốt như vậy rồi. Đấy. Đấy. Quậy tốt như thế rồi. Tôi người chơi hiệp thích 1754 là ai? Tôi đi nước
Trời trời ơi trời trời. Đầu mùa tôi bắt đầu bằng chuỗi thắng, cuối mùa tôi kết thúc bằng chuỗi thua, tôi là ai? Ai hết khí. What? Nice! Tôi bị outplay tốc ma thuật, tôi góp 2, tôi khóc, tôi là ai? Tôi bỏ con, tôi cho 5 triệu, tôi là ai? Ủa hoài luôn á. Hoài luôn á, thèo nghe em dắt tôi hoài. Để bố mình ngồi tù thay vì tôi trốn thuế. Tôi là ai? Tôi ngày xưa sẽ gay, nay tôi làm chim, tôi là ai? Tôi không có người yêu, tối nào cũng xem một ông già. Tôi là ai? Hero thầy giáo ba. Quẩy hộ tao với Sabiga, mày quẩy hộ bố mày cái Sabiga. Tao là tao nhìn mày đầu tiên đó Sabiga, mày luôn. Mày luôn á nhóc. Đánh vợ và cái kết tôi bị sốt phải nhớ. Quá mày. Tôi là ai? Chào chào bà. Tôi là con bài chiến lược tiền đạo ảo không thể thiếu của 19 đội còn lại ở ngoại hạng Anh, tôi là ai? Chào chào bà. Năm mạng vừa đủ. Lắm. Quy nước. Ăn mạng. Lên bằng 5.